Dạ cảm ơn cả nhà. Những một thời tuổi thơ là không mặc đồ là chạy cả xa luôn. Không mặc đồ luôn? Không. Ôi trời ơi. Không, mặc quần kiểu không phải là không mặc đồ, nhưng mà mặc quần, nhưng mà áo là bánh ra đi. Là bánh ra là chạy như con trái chạy cả xa luôn. Okay. Con tắm là tắm lỗ. Tắm mứa lỗ mà chứ cả. Khi nhỏ em nghịch lắm. Bé nói là bé đi học đây, nói bé đi học, để mãi đi học. Ô bé ở đâu ban ngay à? Rồi 5:30 chiều, 6 giờ kém. Đây mọi người, cái bé duyên hạt thấy này, xinh đẹp này, có tương lai sáng rạng phía trước này. Đấy, chuẩn bị nổi tiếng lên nơi rồi. Em cảm ơn cả nhà, em còn phải học nhiều lắm. Sơ ba không mặc chắc chạy hết. Người nhà của An Duyên tặng em mấy một follow nha mọi người. Dạ, cả nhà cho em xin cái follow nha cả nhà, em cảm ơn các anh chị ạ. Em một idol tập tập. Cái đợt này chuẩn bị bỏ idol rồi đi con đường chính thống rồi. Hả? Hả thấy nha. Có học thì thoảng anh lái cũng được, lái cho vui cho mọi người biết chứ. Hả? Thì thoảng anh lái cho mọi người biết cuộc sống bên đó chứ. Anh hay lái mà, đó là em nhưng mà biết đó nhá. Anh lái kể về cuộc sống châu Phi mà. Tại em bình thường em đi học về xong, ăn xong cái là em đấm đau lên em lái chứ không ít đi dạo á. Em ở anh Sơn thì án ạ. Cái mà biết ai anh em hàng xóm làng nhau như rắng quá. Biết. Biết chứ mà. Biết. Tóc người ta đi mà nói tóc anh tổ thề. Ồ anh vừa đi cao tóc đấy à. Đã khi mô để tóc tổ trong món cao tóc. À nữa. Ê nhưng mà anh đôi cái nó hợp đó. Mô mô mày. Dạ, em nói đi chứ. 70 nghìn mà kể cho mày ít mô. Ông đôi cái nó hay đó. Mà lý do chị mà anh không tóc được. Em mà không sớ nè. Cứ để tóc tốt nó bị ốm. À. Nó cứ lên thì là phải cắt, toàn cắt lần. À hay ơi. Lỗi hôm nay không ngủ nha mọi người nha. Lỗi về ở với bố mẹ để mãi đi học. Chứ mãi cả nhà anh em đều bận hết đấy. Ngủ đây ai đưa đi học. Đúng rồi mãi các chú các bác bận hết đấy. Không ngủ với bố mẹ. Tóc anh Xuân. À Phạm Bảo. Duyên biệt Phạm Bảo không người anh Xuân đây. Có nghe quá nhưng mà chưa chưa gặp phải không? Đấy, dạ, em nghe là em Duyên ở chi số này, Linh Sơn này. Em ở Hùng Sơn. À, Hùng Sơn này, anh ấy Linh Sơn, gốc Linh Sơn. À. Ừ. Đấy, người con người anh Sơn nghe án đấy mọi người. Bên nhà anh Quyệt có anh Sơn á. Bên trong nhà anh Quyệt có anh Sơn mà. Bảo ai lên tiền đấy, bảo anh Sơn lên tiền đấy. Sơn bên Tê sống dạ. Đúng rồi đấy, bên Tê sống đuống. Nhưng mà kiểu mà ai mà sơ sống được là nó cười được con gái Hùng Sơn mà. Chết trối hả? Đến đó là thôi, phải đi qua cái câu nhỏ. Đến đó mà không biết bởi là chết trối hả? Anh Quyệt ngươi em ơi. Anh ở Linh Sơn. Ô, lừa, anh ấy nhớ ngươi môi giới Nam Đan này, môi giới Vĩnh mà. Bố, anh không ở Linh Sơn mà. À, trời ơi, cậu gần trong các bài anh Sơn Hải này. À. Sao, chắc mà chuyển bố mẹ, chuyển về, bố chuyển về Vĩnh lâu, từ năm xỉn mới. Sơn đẹp chứ. Ừ. Anh Bảo, ê, anh Bảo, Phạm Bảo, anh nhìn anh Sơn đây, nói vô đó đây đi. Phạm Bảo đi. Lời vào không sợ nhà em chuẩn bị làm nóng thôn mới nâng cao đẹp đó. Nói nhói rồi. Mà đợt đấy anh công nhận là có học có khác. Cái đợt này dòng em mượt đấy. Mà vừa đi thi sao mà chữ nhiều được cả chứ em. Không em dâng lại từ công chung kết. Thầy gái đẹp đó thì bác sáng cái kéo về đây. Mơ Duyên là của anh. Không có học trong một quả cho nên là hát rất là hay, cực kỳ nghe cực hay. Mọi người cả nhà mình có thích nghe Duyên hát một bài nữa mà đi ngủ không ạ? Mày hôm khác đi. Cái anh đừng nghiền đi. Hát đi, nghe hát đi phù mà muốn ngồi nhìn Duyên thêm tí nữa là 10.
Thì cũng làm được, nhưng mà giờ anh đừng làm việc khác thôi. Anh đưa đi cho anh đi cho nó sạch đấy. Sao chứ? Anh em ơi, đang thắng tập trung nó đấy. Bảo anh này. Đông Paulo ơi, hùng ca ca đẹp bèo. Hẳn nữa đấy em ơi, cho toàn bài, bàn bài hay... bài nào cũng được, bài nào mà em cảm thấy ok là được. Ở chung chuyến hạt bài nào cũng hay mà. Hai quế anh. Hai quế đi, hai quế đi. Ok, hai quế. Ôi đứng ở đây vui đi, bắt về nổi. Cứ về lắm lên à. Đúng rồi, trường mắm nón không sơn to. Đeo lên đây, đeo lên đây. Đeo được cái ngôi đó. Tập dài. Ừ, cái cây vui lắm. Cái cây mới ngày xưa bắt anh thật ngày cho liền đi. Em xin tặng cả nhà cả khúc hai quý. Đúng rồi, anh là anh bảo đấy. À. Sao em nhỉ? Sao? Đúng rồi, Linh Sơn không? Không, anh là anh Sơn. Thì lại Linh Sơn anh Sơn chứ. Đúng, anh ở đến Đình Sơn, đến Thanh Sơn ạ. Ồ, Đình Sơn hay Thanh Sơn? Thanh Sơn. À, quê ngoài nha, em cũng có các anh chị họ sống ở trong Thanh Sơn ạ. À, anh ở Cô Đạch. Ồ, lạc rồi. Để gặp Công Thượng luôn. Lạc quá. Thanh Sơn xong rồi đi xuống Tân Hồi là sẽ đến nhà em. Đúng rồi, anh biết mấy Hùng Sơn thì anh là như này. Dạ. Anh hãy đi đây là chơi Hùng Sơn mà. Hùng Sơn có đen chị à? Có đen nhỉ, có đen gì Hùng Sơn nhỉ? Em không biết à? Đen, đen bố tất. Dạ này. Chị, nó hạ tình mà. Thế có người nói anh người hạ tình. Không, mấy người Nghệ An mà. Đen bố phải không? Thấy đen không? Không biết, xuống ở đây mà. Chắc em rây biết nói chuyện gì mà. Nói tiếng Việt đi. Anh đâu mà rây. Em mà thấy thật đấy. Cảm ơn anh, em bình thường. Thấy thật mà bình ơi. Đấy, anh Quyệt đấy mọi người. Giờ anh em mình về, về nhà. Anh Quyệt hay là... Chứ về ta cùng bật lái cho lái tim hát. Hồi này em hỏi là tại sao anh Quyệt cắt tóc trọc đúng không? Dạ. Anh Quyệt bảo là để tóc tốt là ổn, nhưng phải đâu. Tại tóc anh lên một tính anh bị xoắn thôi đấy. Mà anh không để được tóc dài. Thì trả là rửa. Anh Quyệt chào em câu không ạ? Anh Quyệt bịp em nha. Chào em câu không ạ? Chào kèo. Đấy thì em gái, thì em gái mưa đấy. Đi à? Đâu chào kèo. Kêu à? Anh Quyệt chào em câu mô đấy. À kêu. Ừ. Kêu Yên Thanh. À kêu Yên Thanh. Yên Thanh ở bên Hàn Quốc. Sinh năm 96. Chào kèo Yên Thanh á. Thế toàn em gánh mưa là gì? Không, mà cái dòng đấy là dòng anh Sơn đó. Anh là anh Sơn thật ra. Anh Sơn này, em ở trên Sơn em. Anh là Thanh Sơn. Thanh Sơn. Chứ không có sống ở dưới em. Đúng rồi, Thanh Sơn cũng phải quá sống đấy. Không, em con em như là không sớm mày quá sống mà không biết bởi là chết tối rồi. Mà bề châu em cũng quá sống không không biết bởi cùng chết tối luôn. Sí, 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 sí. Anh Quyền chuẩn bị sáng lại La Liga, đợt này đang ôn lại thể thao. Ông đá cái ngày xưa U đi đá 15 tuổi mà đi đá U11 cho Sông Lam Nghệ An mà. Dạ. À anh cười là anh bốc phẹt. Ủa? Đang anh cười thì anh đi qua có người đằng sau lưng cười, anh cười theo nhé. Em thấy anh với ai đó cười em từng anh lừa. Trong khoảng gần một năm, 6 tháng, 4 tháng anh gặp em, đang đặt như thầy nhìn mà em đi. Anh có đòi gặp em ngoài mà? Gặp trên mạng nhỉ. Còn trên mạng em chụp ngoài, ở ngoài em dây tướng hơn. Anh tiếp đi cô bé kìa, cô bé đi. 15 đá U11 là đắng, mọi người nào mọi người phải đi cười anh Quyệt chứ. 15 tuổi thì đi đá U11 mình thắng được nhá. Người anh được phép một vẻ đối đi theo bọc bánh. Em có hạt không? Bộ mật mấy cái hạt đây. Đá mà nó tỏ là hạt đấy là hạt có cả không?
Là tao đi sạch tay cái đấy. Cái này nói sạch loa đó tao hạt tí chịu. Sao con cảm ơn gì lời. Đi hạt cho anh không luôn treo. Em có ở gần Bảo ngay, Phạm Bảo ngay. Cái khoảng mấy cây anh Bảo ơi. Mười mấy cây, hay hai mấy cây. Để anh quẹt hạt bay tặng ba con bên nhà em chuyên em không? Lâu lắm đấy hạt. Cô học trò của em mà ngày xưa anh bay cho em biết cái mà em cháu mình mà leo cái mấy lần mà. Nhớ sách cái lóa của Liễu Bảo Vinh sáng ra hạt bay. Người chơi cho mình 1 phút 30 giây, Phạm Bảo sẽ ôm loa ra. Bọn mình sẽ xong cuộc. Dòng Nghệ An nói thì khó nghe nhưng mà hạt thì chỉ 10% mà những người Việt hạt thì hạt rất là nghe, rất là thích, rất là ngọt. Ngọt ngào và mán trả. Con mán trả nữa trời. Quyết hạt bảo nhảy. Anh Quyết hạt đi đếm nhảy chắc. Nha. Anh hãy nhảy. Dạ. Ủa diễn mà nhảy thì nó để cho nhìn thôi chứ. Không, đi này, anh Quyết hạt xong anh bảo với em nhảy. Ok luôn. Mình luôn. Quý tín. Khi